Thưa quý vị và các bạn, bước vào đầu mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường, báo hiệu một mùa dịch sốt xuất huyết bắt đầu, để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, Long An lên kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức để phát động và trao quân thực hiện chiến dịch diệt đăng quăng và vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết đen kiều năm 2024 với hai đợt, đợt 1 từ ngày 25 đến 30 tháng 5, đợt 2 từ ngày 25 đến 30 tháng 6, đồng thời tổ chức tuần lễ hưởng ứng ngày ASAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết đen kiều từ ngày 13 đến 20 tháng 6. Địa bàn triển khai là tại 100% xã phường thị trấn có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết. Mục tiêu của chiến dịch nhằm đưa các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đen kiều đến tổ hộ gia đình tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp loại trừ lăng quang với khẩu hiệu hành động không có lăng quang không có bệnh sốt xuất huyết <laughs>